Tịnh hóa thế giới bằng tư tưởng trong sạch. Khi chúng ta thiền hay nhớ tới Thượng Đế, tư tưởng của chúng ta thánh thiện, trong sạch và vô điều kiện. Cho nên chúng ta không tạo ra điều xấu mà chỉ tạo ra những chấn động lực thánh thiện và lực lượng gia trì. Cho nên khi những lực lượng gia trì và những tư tưởng này tỏa ra xung quanh chúng ta và trong phạm vi môi trường của mình, nó sẽ tăng lên. Rồi những người khác cũng tu hành và thánh thiện, họ cũng phát ra cùng một tư tưởng, cùng một sự gia trì, cùng một lực lượng. Thế là đồng thanh tương ứng. Những thứ này thu hút lẫn nhau và tạo thành một lực lượng mạnh mẽ, chiến thắng tất cả những ảnh hưởng đen tối, phủ định trên thế giới này. Thế giới sẽ được tịnh hóa và thăng hoa hàng ngày như thế. Đó cũng là cách chúng ta giúp thế giới mà không cần phải làm ngay cả những việc thiện. Không phải ra ngoài thuyết giảng. Dĩ nhiên khi ra ngoài thuyết giảng, chúng ta tạm thời mang theo một số từ trường cao ở bên trong vào tâm hồn thính chúng, nâng họ lên một thời gian, hoặc mãi mãi, hoặc có thể rất lâu. Có thể những người này sẽ mang từ trường ấy theo họ về nhà. Từ trường đó sẽ trưởng dưỡng họ và họ trở nên vững vàng trong bầu không gian thánh thiện này. Rồi họ cũng trở nên thánh thiện, trong sạch và vững vàng. Nhưng phải là một người có năng lực mới làm như vậy được. Nếu không, chúng ta sẽ không ảnh hưởng tới người khác, mà trái lại còn bị họ làm ảnh hưởng tới chúng ta. Bởi vì đám đông, đa số con người, nhiều đầu óc hơn cộng lại, còn chúng ta chỉ có một người. Nếu chúng ta không đủ mạnh để che phủ hết tất cả những đầu óc kia, họ sẽ nhận chìm chúng ta và chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng chúng ta không cần phải làm như vậy. Chúng ta có thể ngồi ở một góc, ở một chốn yên lặng nào đó trong phòng ngủ, rồi truyền đi những tư tưởng tốt, từ trường tốt, gia trì mạnh mẽ đến cho thế giới và vũ trụ nói chung. Tọa thiền để tịnh hóa tư tưởng. Vì lý do đó mà chúng ta phải tọa thiền để tịnh hóa tư tưởng. Mỗi khi nhớ tới Thượng Đế, mỗi khi nhớ tới hồng danh của Thượng Đế, chúng ta được ban cho sự thanh khiết, thánh thiện và gia trì. Người nào đang ở trong cùng ý thức hệ đó, cùng cảnh giới ấy với chúng ta, sẽ hòa nhập với chúng ta trong giây phút đó. Chúng ta cộng thêm vào lực lượng, vào sức mạnh khẳng định đó để tịnh hóa thế giới, làm nó trở thành một nơi chốn ngày càng tốt hơn, để giúp những người cùng tư tưởng với chúng ta tăng cường sức mạnh, để giúp những người tiếp xúc với tư tưởng của chúng ta, tiếp xúc với sự hiện diện của chúng ta, sẽ được tăng thêm sức mạnh và nâng cao họ lên. Đó là cách giúp thế giới tốt nhất. Đương nhiên, khi giúp thế giới là giúp chính mình, bởi vì chúng ta đang sống ở trong đó. Bầu không khí càng trong sạch thì càng tốt cho chúng ta, không phải chỉ có tốt cho người láng giềng. Thành ra, giúp người khác là giúp chính mình. Cho nên, chúng ta luôn luôn ban phát những tư tưởng thanh khiết, tình thương vô điều kiện và tâm ý trong lành. Luôn luôn như vậy, mà không đòi hỏi một sự đền đáp nào. Đó là cách tốt nhất. Dù chưa đạt tới trình độ thánh nhân hay trình độ của một vị Bồ Tát hay vị Phật vĩ đại, ít nhất chúng ta cũng nên giữ mình trong sạch, không bị ảnh hưởng bởi lực lượng phủ định ở chung quanh. Bởi vì trong thế giới, nhiều người không tập những tính tốt này, không thành tâm tin tưởng Thượng Đế, luôn luôn phát ra những tư tưởng xấu, làm môi trường sống bị ô nhiễm bởi ý nghĩ, hành động và ngay cả trong lời nói của chính họ. Năng lực tâm linh cần có một vị minh sư khai ngộ đánh thức. Nếu không được che chở bởi một tấm chắn thiêng liêng, bởi sự bảo vệ tinh thần của chính mình, bởi sự trong sạch và ý tốt của mình, thì chúng ta sẽ bị nhận chìm bởi một lực lượng phủ định nặng nề ở chung quanh. Vì vậy, lúc nào cũng phải niệm hồng danh của Thượng Đế, những hồng danh đã được gia trì bằng lực lượng minh sư trong lúc truyền tâm ấn. Điều này chúng ta gọi là dòng tâm linh hay mạch pháp. Nếu không có mạch pháp hay dòng tâm linh này, chúng ta lặp lại hồng danh như những lời nói trống rỗng, không có lực lượng. Thật sự là như vậy. Giống như sự giàu có về vật chất, một người không có tiền, không thể cho người khác tiền. Ký ngân phiếu thì cũng chỉ là cái ngân phiếu trống không, không có bảo chứng, không ngân quỹ để cung cấp cho tấm phiếu đó. Cũng vậy,
Một người không có năng lực về tâm linh không thể gia trì lực lượng tâm linh cho người khác, không thể làm sống dậy lực lượng tâm linh của người khác. Mặc dầu lực lượng tu hành không thể thấy, nhưng nó thật sự hiện hữu. Nó phải hiện hữu để một vị thánh hay một vị minh sư đánh thức trong người khác, trong lòng họ, lực lượng tâm linh của chính họ. Nếu không, không thể bỗng nhiên đứng đó rồi tự sinh ra lửa. Mặc dầu lửa từ gỗ phát ra, nhưng nó cũng cần một cái gì đó, hoặc cần một cây củi khác để cháy lên, hoặc làm cho lửa bên trong bộc phát. Tương tự như vậy, minh sư là người đã phát triển lực lượng tâm linh của chính họ, có thể ảnh hưởng tới hàng ngàn, hàng triệu người, cả thế giới và toàn thể vũ trụ. Minh sư càng có năng lực bao nhiêu, sự ảnh hưởng càng lớn bấy nhiêu. Điều này chúng ta có thể biết được bằng cách tiếp xúc với minh sư đó. Khi ngồi với một đạo sư, chúng ta cảm thấy rất bình an. Nếu ra ngoài với người khác, những người đầu óc gian xảo hoặc hiểm ác, chúng ta cảm thấy bất an, sợ hãi. Đây là ảnh hưởng vô hình của con người bên trong mà chúng ta không thể nói được, mà chỉ có cảm thấy mà thôi. Do đó, chúng ta hãy cố gắng sống theo tiêu chuẩn của minh sư. Ý nghĩ tốt nhất là nghĩ về Thượng Đế. Tọa thiền, cố gắng tịnh hóa tư tưởng của mình. Ý nghĩ tốt nhất là không nghĩ gì cả. Thành thử, niệm hồng danh của Thượng Đế là đủ. Đó là ý nghĩ tốt nhất. Rất dung hòa, rất thiêng liêng và rất nhiều lực lượng. Lúc đó, quý vị không cần cầu khẩn bằng đầu óc thường ngày, đầu óc thế gian. Bởi vì dù chúng ta có nghĩ tốt cách mấy, đôi khi cũng vẫn bị định bởi tập tục quốc gia, bởi những lề lối của số đông người, bởi xu hướng xã hội. Thành ra, ý nghĩ tốt nhất là chỉ nghĩ về Thượng Đế, bởi vì Thượng Đế là tối cao, vạn năng. Thượng Đế có thể làm mọi việc. Như vậy, tức là lúc đó chúng ta hàng phục ý muốn của mình và theo thánh ý. Khi Thượng Đế chỉ huy vũ trụ, chúng ta sẽ không còn cảm thấy áp lực nữa. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Tây Hồ, Formosa vào ngày 24 tháng 9 năm 1991.